vị, gần đây có rất nhiều nhạc sĩ đã phổ nhạc thơ truyền Kiều, cũng có các nhạc sĩ chuyên sáng tác hợp xướng, cũng có những nhạc sĩ lấy một số làn điệu dân ca hay ca cổ để sáng tác. Đó là những ca khúc rất đáng tán thưởng. Và gần 3 năm nay, câu lạc bộ ca trù và hát thơ Đại học Hùng Vương đã và đang nghiên cứu về hát thơ và đang hình thành khái niệm về hát thơ. Đó là một loại hình nghệ thuật mới để đáp ứng nhu cầu của giới trẻ trong thời đại mới, thế kỷ 21, thiên niên kỷ thứ 3. Kính thưa quý vị, đây là lần thứ 3 chương trình hát thơ truyền Kiều được tổ chức. Lần thứ nhất đã được tổ chức với chủ đề Tình yêu trong truyền Kiều. Và buổi hát thơ truyền Kiều thứ 2 đã được tổ chức vào ngày 23 tháng 2 năm 2003. Và hôm nay, câu lạc bộ ca trù và hát thơ Đại học Hùng Vương xin gửi đến quý vị chương trình hát thơ với chủ đề Hát chầu văn thơ truyền Kiều. Kính thưa quý vị, và trước khi chương trình truyền Kiều được bắt đầu, xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Nhã, chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù và hát thơ Đại học Hùng Vương sẽ lên có đôi lời cùng quý vị. Xin trân trọng kính mời ông. Ngày hôm nay, bên câu lạc bộ truyền Kiều Thanh Kiều đã tạo cho chúng tôi một cái kỷ niệm rất là lý thú để chúng tôi giới thiệu những cái gì chúng tôi nghiên cứu. Thì như cô Đại Trang vừa nói đó, chúng tôi đã hát thơ truyền Kiều. Hôm nay là hát thơ truyền Kiều với cái làn điệu của Bắc, nhưng một chèo với những cái dân ca của từng vùng một. Và như vậy thì chúng tôi sẽ làm nó được rõ đẹp. Nhưng mà ngoài ra thì chúng tôi là đem hát thơ vào trường học. Thì vừa qua đó, ngày 26 tháng 3 vừa qua, thì trường Ngô Sĩ Liên đã sơ kết một năm hát thơ vào trường học. Và thấy rõ ràng là cái hát thơ vào trường học đó đã giúp cho các em rất hứng thú học môn văn. Và tôi hy vọng rằng là độ 2-3 năm nữa thì cái khái niệm hát thơ vào trường học đó, thì nó được hình thành một cái rõ ràng. Và tối ngày 26 tháng 3 vừa rồi đó, thì lần đầu tiên VTV3 đã thu hình cái hát thơ cũng như là cao huế trung tâm. Thế thì để như thế nào, tôi xin mời ông Đỗ Bội Quyết và giám đốc của Vietvice sẽ nói về vấn đề đặc biệt này. Xin mời ông. Thưa quý vị, cái câu lạc bộ ngày xưa là cái nơi mà để gặp nhau du lý sau những buổi làm việc mệt nhọc. Nhưng mà với cái thời đại thị trường mở cửa và đang tiến lên và nhập trở thế giới, cái vấn đề làm việc rất là phải tích cực. Vì thế tôi thấy cái công việc làm của câu lạc bộ của doanh nghiệp Việt Kiều đã và vẫn tiếp tục theo một cái chương trình làm rất là tốt, nghĩa là dùng làm cái nơi để gặp gỡ những đối tác trong ngành kinh tế để mà làm cho nó tăng thêm hiệu quả của mỗi người. Vì thế cái ở câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều đây đã có được tập không biết là bao nhiêu tập đoàn, bao nhiêu là doanh nghiệp, và nhất là chẳng hạn như là ngành nhựa họ thường dùng cái trụ sở ở đây để mà làm buổi họp làm việc với nhau. Ngoài ra câu lạc bộ doanh nghiệp cũng là nơi được các nhân vật quan trọng trong nhà nước thường đến đây để mà gặp gỡ các anh em trước hết về doanh nghiệp Việt Kiều và sau đó là tất cả những doanh nghiệp nói chung để chỉ dẫn hướng dẫn đường lối làm việc của nhà nước. Tôi là thành viên của cái câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều và rất là hân hạnh được thành viên. Vì thế cho đến nay tôi vẫn đang cố tìm cách giới thiệu thêm để mở rộng cánh cửa với sự đồng ý của Mỹ, chẳng hạn như là lần đầu tiên giới thiệu câu lạc bộ ca trù ở bến để hát một hai lần, sau đó được câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều không những là đã thấy vui vẻ mà để còn nhận cho mỗi một tháng đến tiếp tục một lần. Có những buổi hội thảo như là cách đây vài tháng tôi có một buổi hội thảo với một trường đại học ở Pháp, trường đại học Bỉ,
và Chủ tịch Bách Khoa, thì chúng tôi cũng đã xin phép đến đây làm giao lưu. Hôm đó cũng có thêm cả tài chủ nữa. Mới cách đây mấy hôm tôi nhận được những lá thư ở bên Pháp, những người học về họ cảm ơn người họ có cái môi trường của cái trụ sở như thế này rất là hiếm có. Họ không ngờ đến Việt Nam thì sao cũng được, như là học ở ngoài cửa đình cửa chợ đến người đây trong trọng như thế này. Thêm nữa họ được biết cái âm nhạc là cái nhạc mà nếu mà họ đi những cái tour du lịch thì họ không có bao giờ biết đến, là cái ca trù là một và cái châu Phan là hai. Hôm nay tôi được cái này nữa là vì là thành viên của câu lạc bộ ca trù được giới thiệu với thầy các anh và cái câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ ISO ISO Việt Nam. ISO nói tóm tắt lại để quý vị nếu không ai ở trong ngành kỹ thuật thì không biết, để ISO là cái tiêu chuẩn, ISO Việt Nam là cái ISO là cái tiêu chuẩn quốc tế. Tại là sau một cái vít mua ở bên Việt Nam đem sang Trung Quốc, cái tán vặn vào được, cái đó là có cái tiêu chuẩn. Nhưng mà ở bên Việt Nam vấn đề mà làm cái vít nó vặn vào cái tán hay là cái đèn nó bắn vào cái đuôi, cái đó là thường. Nhưng mà cái quan trọng nhất trong cái này, thu nhập của Việt Nam muốn xuất khẩu, muốn tung lên trên thị trường thế giới phải có cái chất lượng. Và ISO Việt Nam là một cơ quan để cai quản và định vị những chất lượng hàng hóa xuất khẩu hàng hóa và chế tạo của Việt Nam. Vì thế khi mà chúng tôi được biết các anh ở trong ISO Việt Nam muốn đến giao lưu và sau này có gì sẽ cùng làm việc với cô đô sẽ được giới thiệu, tôi rất là hân hạnh được giới thiệu trước hết đối với các anh ở ISO. Đây là anh chủ nhiệm của câu lạc bộ của doanh nghiệp Việt Nam, anh Mỹ. Xin mời anh Mỹ lên đây. Và phó chủ nhiệm thường trực của câu lạc bộ ISO là anh Nhân. Xin mời anh Nhân. Sau khi mai mối thì tôi xin trả lại ISO cho anh Mỹ. Xin cảm ơn anh Đỗ Bộ Quyết là một thành viên của câu lạc bộ. Chắc là cái năm tới cái hội viên 100 đô của anh tôi sẽ bớt xuống 99 đô vì cái sự đóng góp của anh. Xin cảm ơn. Thì qua một thời gian đã biết anh Nguyễn Nhã, giáo sư Nguyễn Nhã, chủ nhiệm của câu lạc bộ ca trù của trường Đại học Vương, là một người rất là dày công để nghiên cứu, để khơi dậy cái nền văn hóa trong ca nhạc của Việt Nam. Ngoài nhiều thể điệu, thể loại thì tôi xin sự thật là không có biết được ca trù nhiều, nhưng mà chắc là ông nội tôi, ông già tôi rất mê những thứ này. Qua cái sự giới thiệu, tôi đã được anh Nhã mời tới nhà và đã được nghe một số ca trù, và do đó tôi đã quyết định là sẽ cộng tác đây. Và đã qua cái thời gian này cũng có một cái sự chứng tỏ là câu lạc bộ không có gì hơn là một cái nơi chốn, một cái địa điểm ấm cúng, có thể hòa nhịp để đưa cái ca trù một cái thể điệu ấm cúng mà mấy lâu nay qua những cái thời gian đất nước khó khăn nó cũng mai một đi rất là nhiều. Và bây giờ trường Đại học Hồng Vương là giáo sư Nguyễn Nhã và tất cả quý vị ở trong câu lạc bộ đã có cái dày công để đưa lên thì đó là một việc rất tốt. Ngoài cái cơ sở ở đây, nếu câu lạc bộ ca trù lâu lâu muốn xuống Cần Thơ, Vũng Tàu, Hà Nội và mai mốt sẽ có ở Hải Phòng và Đà Nẵng thì câu lạc bộ sẽ sẵn sàng kính mời câu lạc bộ ca trù biểu diễn ở những cái nơi như Cần Thơ, Vũng Tàu, Hải Phòng, Đà Nẵng là những cái nơi
mà rất ít người được tiếp giáp với những cái cơ sở, những cái tổ chức giống như câu lạc bộ. Và hôm nay là được phó chủ nhiệm Nguyễn Văn Nhơn là phó chủ nhiệm của ISO Việt Nam, thì chúng tôi đã biết về cái tổ chức này rất là nhiều qua ở ngoại quốc. Bây giờ cái câu lạc bộ này phát triển ở Việt Nam, đó là một việc rất tốt. Tại vì làm cái gì làm, người mình rất giỏi, nhưng mà nó không có một cái tổ chức để cái chất lượng nó đồng loạt, và người mua cũng dễ mua, người bán cũng dễ bán, và người làm cũng dễ làm. Thì đó là những cái điều hy vọng rằng câu lạc bộ ISO sẽ triển khai tốt cho đất nước. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Nhà và anh Nguyễn. Bữa nay là nhân dịp ngày 30 tháng 1, chúng tôi xin gửi hai bông hoa, trước tiên là cho gia đình cầu nguyện. Rất cảm ơn những bó hoa tươi thắm của câu bộ Việt Kiều, dân Việt Kiều và câu bộ ca trù. Thì từ nãy giờ nói về ISO thì có lẽ là anh Mỹ, anh Nhà nói hết này. Chắc tôi sẽ không nói ISO nữa, bởi vì các anh nói lên nói hết. Thì mình chỉ xin nói ngắn gọn là đây là một cái duyên giữa câu bộ ca trù với câu bộ ISO Việt Nam. Chúng tôi là những người mà thường nói là làm nhiều nhưng mà hát ít. Tập trung các doanh nghiệp là chỉ tập trung về lo sản xuất, kinh doanh. Thành ra nó có tính chất rất khô khan. Thành ra hơn mà vô một cái hội duyên là gặp câu lạc bộ chủ ở ngay chỗ anh Nhã. Thì hôm đó thì chúng tôi đi có khoảng 10 anh em. Thì sau cái buổi nghe thì cũng rất là thắc mắc. Tức là cảm thấy là nó có những cái gì mà nó có thể đem lại cho mình những cái sắc thái và những cái giá trị về cái tâm hồn, sau đó có thể là đem vào giúp cho anh em trong câu lạc bộ ISO Việt Nam á, những cái giây phút mà gọi là thư giãn trong quá trình mà sau quá trình làm việc của mình. Do vậy thì chúng tôi là ở đây thì cũng không hôm nay là đi có khoảng chừng là 12 anh em, thì cũng có một giáo sư giáo toán là chủ nhiệm câu lạc bộ. Thì có lẽ hôm nay các sư bận thì tôi với tư cách có dùng một trận vì thay mặt đại diện anh em của câu lạc bộ cũng là chúc mừng cái câu lạc bộ ca trù biết được ngày càng phát triển, và câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều thì cũng đang trong bước đường thu phục các hội viên để cùng nhau sinh hoạt dưới một cái chủ đề là làm sao giúp cho các doanh nghiệp phát triển. Đó là điều chúng tôi muốn gửi lời thân chúc hai câu lạc bộ chúng ta luôn luôn phát triển. Và với câu lạc bộ ISO Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ báo cáo lại với anh em thành viên. Hiện nay chúng tôi có 300 thành viên của toàn quốc từ Bắc đến Nam, để báo cáo lại cái tinh thần ngày hôm nay. Thì sau đó để xin ý kiến là nếu được sau này chúng ta sẽ có dịp thắt chặt nữa, không chỉ là ngày giao lưu hôm nay mà cũng có thể chúng ta sẽ là kết nghĩa các câu lạc bộ với nhau. Xin hết. Tôi rất cảm ơn đại diện của hai câu lạc bộ doanh nghiệp với lại ca trù. Nó có một cái duyên và có cái nợ diễn ra là đầu thế kỷ thứ 20 cho đến nay.
Và tôi nghĩ rằng là cái duyên nợ đó mình còn cần gắn với nhau rất nhiều. Một cái câu lạc bộ ở trong nước là ISO Việt Nam, một cái câu lạc bộ Việt Kiều cũng ở Việt Nam, nhưng mà những người hoặc người ở nước ngoài, trong và ngoài, chúng ta cùng hợp tác với nhau và đưa cái văn hóa, đồng thời văn hóa với kinh tế nó quyện vào nhau phát triển. Và đến ngày không xa lúc nào chúng ta thấy rằng là đất nước chúng ta sẽ phát triển hơn nhiều, và đó là một cái ước mong. Và cái ba câu lạc bộ của chúng ta đó coi như là cái tiêu biểu cho những cái hoạt động về kinh tế và văn hóa. Và do đó thì hy vọng rằng là như anh Nhân nói, càng ngày càng thắt chặt nhau và kết nghĩa với nhau, và không phải chỉ ngày hôm nay. Xin cảm ơn tiến sĩ Mỹ Nhà. Vâng, sen trang trồng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc hốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da, kiều càng sắc sảo mạt mà, so bề tài sắc lại là phần hơn, là thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thấm liễu hồng kém xanh. Vâng, với ngòi bút đặc tả của Nguyễn Du đã phần nào báo trước số phận của hai chị em Viết Kiều. Và để mở đầu chương trình hát thơ tối hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn chân dung chị em Thúy Vân Thúy Kiều qua phần trình diễn của nghệ sĩ Vũ Huy Dự, nghệ sĩ Thục An và trống nhà thơ Tô Long. Thank you.
Thank you.
Some song, but me,
vì khi về Liêu Dương để hộ tăng chú, quay trở lại thì người yêu không còn nữa. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn Kim Trọng tìm kiếm người yêu qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Thanh Tú. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Thanh Tú. Xin cảm ơn. Làm biên bộ về sang chơi
nhạc bàn tấu huy đã trong nghe thơm nước
mấy buồn theo, cánh mấy thì buồn theo. Những thứ ngay cái vườn cũ quay về nhà.
So good.
thì câu lạc bộ ISO Việt Nam vừa qua thì có Ngô Văn Nhân có viết bài thơ kính tặng cho câu lạc bộ ca trù với tựa đề là Ngẫu Hứng ISO, và bài thơ này có 8 câu và ông Nhân thì có nhờ đại trang ngâm hộ. Và bây giờ đại trang xin mời quý vị cùng nghe bài Ngẫu Hứng ISO. Ngày vui tháng ba, ISO vừa gặp mặt cùng ta ca trù. Hội nhập kinh tế là đây, bay cao vươn rộng, không quên câu kiều. Chúng ta càng suy nghĩ theo tính toàn cầu, chúng ta càng hành động mang tính dân tộc. Chúc ba nước phát triển vững bền, xây dựng tôi lại rất mê, không những mê người mà nghe cả tiếng nói và tiếng hát Hồng Vân. Tôi xã Nguyên, Nguyên Vinh Dự cuốn lôi cuốn rất nhiều. Ở dưới ngày hôm nay lại được hân hạnh tiếp các vị ở trong ISO. Thì tôi biết ISO là một cái để đánh giá chủ yếu là hàng hóa để tiêu nhập sản xuất, để làm thế nào đó những hàng hóa của nước mình có thể ngang với nước khác, và khi mang ra để thị trường thì nó chấp nhận phải đóng đúng khoản. Và rất mừng là ISO như thế đã rất phát triển. Tôi được tôi biết là nó sưu toán ở chủ quyền vương rất tha thiết vấn đề này. Nhưng hôm nay thì tôi cũng dám nói nhiều về ISO, nhưng mà riêng đó, cá nhân tôi là không nhà kinh doanh, không nhà sản xuất, làm thầy thuốc, cầm con dao với kéo tôi nghe thôi. Thì không biết ISO có giúp tôi được gì nhiều không? Chính tôi cũng muốn để làm là học ISO để giúp cái nghề tôi đi lên. Thế riêng về ngày hôm nay, chúng ta mang cái ánh văn chương tuyệt tác, không những người Việt Nam mà cả thế giới cũng cả tổ chuyện kèo. Vậy những lời thơ chạm chuốt từng lời, từng chữ, từng câu để giúp cho thì chúng ta mang chầu văn vào chuyện kèo. Xin làm phép ngày hôm nay đây là trong gia đình là cố vấn, là xin nói nó thành thật là không thể chê được những cái tài hát ngâm của các vị nghệ sĩ. Nhưng mà tôi nghĩ này là nếu chầu văn thì chỉ hợp ở đoạn nào thôi của kiều, chắc không thể hợp những câu những buồn công trở về chiều hôm mà chầu văn chắc khó quá. Thì tôi đề nghị là ta có thể mang chầu văn chuyện kiều nhưng mà chọn lựa khúc nào đó. Vậy thì về chầu văn là tiếng nhanh, tưởng tượng nếu ta nói là nhảy phốc sốt không phải nhảy tango thì nó vẫn không hợp với những cái lời trả chuốt tình tự với nhau mà chỗ văn của nhà không hợp lắm. Và điều thứ nhất, điều thứ hai là xin nhạc sĩ tha thứ cho tất cả các nhạc sĩ tha thứ là hát thơ hay là ngâm thơ thì làm thế nào từng lời từng chữ người nghe phải thưởng thức, thưởng thức không những tâm hồn, thưởng thức bằng tiếng nghe và thưởng thức suy nghĩ. Nhưng mà nhiều khi á, tôi xin lỗi này, tiếng đàn to quá thành ra bất kỳ cái suy nghĩ của người nghe mà không thưởng thức được cái lời ấy, đã làm thế nào là nhạc nhẹ nhẹ đẹp thì chắc hay hơn. Các tài tử đánh giỏi lắm, nhất là dựng tuyệt vời rồi, nhưng mà người nghe không hợp trên cái ngâm thơ. Vậy chúng tôi thường nói này, khi nghe karaoke thì tôi nói rồi này, đây là những tiếng có điệu không phải nhạc. Nhưng mà đây là trong cái khung cảnh câu lạc bộ về ca trù, về thơ, nhận thơ, kiểu thì đây là xin mạng phép ước mong
là làm nhạc nhẹ đi để đẹp lướt đi để chúng tôi thưởng thức cái lời của những nghệ sĩ. Và cuối cùng thì cũng xin được đóng góp với lại Nhã trong hai buổi vừa rồi đó, để có theo anh Nhã đi nghe. Thứ nhất là các em ở trường cũng sẽ lên đi rất mừng. Và như vậy chúng ta đã đi được vào các trường mà đi ngay từ lớp 7. Và tương lai đây có nhé, đi một lớp nữa đi. Vì tôi có đứa cháu ạ, mới có 8 tuổi nó phải làm thơ rồi. Thì làm sao để cho nó hát thơ? Tức là làm sao chúng ta phát triển hát thơ ở trong trường, không những ở các em ở lớp trên mà kể cả tiểu học. Được lắm. Tôi thường nói này, khi chúng ta giáo dục thì làm nào phát triển được toàn diện. Nói toàn diện là gì? Là mỗi một em, mỗi một người chúng ta đều có một cái đặc biệt, cái năng khiếu. Thì biết bao nhiêu các em có năng khiếu làm thơ và năng khiếu hát. Vậy tôi đề nghị chiến sĩ Nhã làm thế nào là mang cái hát thơ lên tất cả các lớp của chúng ta. Và rõ ràng hôm đó các em đã tự làm thơ và tự hát. Không những hát đơn mà hát cả một tập thể rất hay. Nếu ta giáo dục con em cái tinh thần tập thể, tinh thần phân công, tinh thần chịu trách nhiệm, hay quá rồi. Tức là ta mang cái hát để giáo dục, được lắm ạ. Còn cái hôm mà chúng ta trình diễn phần nào ở nhà văn hóa thì chúng tôi cũng nhận xét như thế, và tôi ngồi bên cạnh cũng vậy, là nhạc nhiều khi lớn quá ác cảm chứ ha. Thế ngày hôm nay tôi lại xin nhắn lá thế nên chúng ta là trong gia đình, và đã trong gia đình của cô vẫn thì nói thật để chỉ tha thứ. Nếu các vị thấy là có gì quá chắc nhưng mà xin tha thứ cho ông già ông Vương Lập Cầm, tôi xin tha thứ. Cảm ơn. Tất nhiên là ý dụ này, các cụ ta thường nói là khi xương bất phụ, các vị đã làm giàu cho cá nhân, cho gia đình và cho đất nước. Và rõ ràng không những phú về tiền mà là phú cả văn này, để xin chúc ý dụ luôn luôn phát triển cả hai mặt. Để đáp lời giáo sư Mujahid thì giáo sư là một người thầy thuốc, nhưng mà hiện nay thì ISO chúng ta đi vào tất cả lĩnh vực. Xin thưa rằng thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã có đơn vị bệnh viện Nhi Đồng 1, chỗ bác sĩ Trần Bích Trâm là đã được ISO 9000. Sắp tới bệnh viện Nguyễn Tri Phương chúng tôi cũng đã áp dụng cái hệ thống quản lý ISO 9000 vào đó. Có nghĩa là ISO không riêng gì để áp dụng vào các cái lĩnh vực quản lý về các đơn vị sản xuất, kể cả dịch vụ và kể cả trong y tế. Do đó giáo sư Mô Hình yên tâm, nếu giáo sư quan tâm về vấn đề ISO thì câu lạc bộ ISO sẽ sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ, kể cả chúng ta áp dụng ISO vào dịch vụ hành chính công, vào tất cả các mặt hành chính trong cuộc sống của mình. Thay mặt câu lạc bộ ISO, chúng ta xin cảm ơn những lời chúc rất tốt đẹp của giáo sư Mô Hình. Cảm ơn ông Ngô Minh Nhân. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức bài thơ Đẩy Kiều của giáo sư Bình Kiều, của giáo sư Ngô Gia Hy, với phần diễn ngâm của nghệ sĩ Thanh Hiền. Bình Kiều, đoạn này thì tức là cái bài thơ Bình Kiều của giáo sư Ngô Gia Hy. Hàm em con thiên
đến thưởng thức chương trình ca trù tối hôm nay có ông Hiệp là một cán bộ cách mạng Bảo Thành, và đặc biệt ông là một khán giả rất là yêu ca trù, và đến làm việc chương trình tối hôm nay thì ông Hiệp cũng có những cảm nhận muốn chia sẻ cùng quý vị. Và bây giờ xin trân trọng kính mời ông Hiệp. Ê, thì tôi là con út, mẹ là mẹ tôi chết rồi, thế là bố tôi đi đâu phải đem tôi đi đó. Cho đến 12 tuổi tôi đã được đi hát cô đồng, hát cô đồng Hải Phòng là có quán Bà Mau. Ai đó Hải Phòng thì biết quán Bà Mau. Khi lên Hà Nội rồi á thì lại có Không Thiên, không là không có tiền á thì đi ngã tư Sở. Thế thì đến khi vào Vinh rồi á, vào Vinh á thì lại đi xuống Cống Đệ Nhị. Cống Đệ Nhị là hát cô đồng, xong rồi vào Huế thì đi hát để Lan Công, để hát cung đình. Đến khi tôi vào Sài Gòn này á, năm đó tôi là 18 tuổi, từ 18 đến 21 tuổi, tôi đi hát ở Phú Nhuận, hát cô đồng Phú Nhuận. Thế thì tôi là cái thằng hư. Thế nhưng mà 21 tuổi tôi lại đi cán bộ cách mạng, đi Việt Minh. Cho đến bây giờ tôi về hưu rồi, năm nay tôi cũng có 80 tuổi nghe ạ. Vẫn chạy xe hơn ta, chạy leo leo không ạ. Thế thì đây nói để chia sẻ, bởi vì hát ca trù này là một cuộc hát hàn lâm, chứ không phải là cái chuyện mà ngày xưa là cô đầu, cô đít, cô nuôi, ba cô đi bán, ai nuôi cô đầu. Ngày xưa có câu vậy. Thế thì tôi đi hát cô đầu, tôi biết chống. Nhưng mà khi tôi vào Vinh rồi á, thì cái cô Điệp á, là cái cô hát, thì cô ấy dạy tôi, lúc giờ tôi có 20 tuổi, mà cô kia có 22 tuổi, đúng không ạ? Em đánh rách, khi nào em gần đồng đánh to, em lắc đánh chắc. Thế là tôi cứ thế tôi đánh, người ta bảo tôi đánh trống hay quá. Đến bây giờ tôi cũng chả biết đánh làm sao. Thế nhưng mà tôi nghe tiếng đàn, thì tôi để ý nhìn rồi, ở đây có đàn ta, có đàn đánh. Thế thì những cái đài này tôi bật đấy đúng là đấy hát ca trù đấy. Ca trù là một cái phải là cái nhạc hàn lâm, chứ không phải là karaoke cứ giống giống với nhau hát ba cái chuyện nọ chuyện kia. Hát karaoke chả là cái gì cả, phải là ca trù. Mà ca trù nó khác chầu văn. Chầu văn để cái mấy mẹ đi múa thế này. Tôi biết bà Lương Kim Phi là bạn tôi ở bên đền Trần Hưng Đạo, anh Tô Vũ là bạn với tôi, cùng học với nhau ở Hải Phòng. Thế thì Tô Vũ là chưa bao giờ được đi hát cô đồng, còn tôi đi hát từ năm tôi 12 tuổi. Thế thì hôm nay nhưng cái cuộc vui ở đây á, tôi muốn chia sẻ, và hôm nay tôi được đi đây lần đầu tiên đấy, được đi nghe đây, tôi thấy là đúng và có những cái chỗ này mình nâng được cái này lên ai vô được. Không có những chỗ này cũng ai vô được. Thế thì tôi xin mạng phép canh thứ lỗi cho ở cái thằng này không biết ở đâu nói là mày mà. Thế thì tôi xin phát hiện là cái cảm hứng của tôi ngày hôm nay lần đầu tiên đến đây, mà mong rằng câu lạc bộ của chúng ta càng ngày càng phát triển để cho cái gọi là cái ca hát hàn lâm này nó đi vào lòng người. Cho con cháu ngày xưa nó còn nhớ, không có nó không quên mất cùng mấy ông chú thuyền quên nữ anh hùng nhớ chăng. Anh thuyền quên nữ anh hùng nhớ chăng. Xin hết, anh có kinh nghiệm rồi, nói hay anh kéo nghe lộ mày là muốn ngồi tôi mà. Kính thưa các quý vị, đây là câu lạc bộ ca trù hát thơ, thế thì hát thơ cũng như ngâm thơ. Những kỳ trước Tô Long tôi đã cống hiến các quý vị những bài thơ mà Tô Long tôi đã sáng tác. Hôm nay Tô Long tôi xin cống hiến các quý vị bài thơ gọi là Lục Bát, Phát Thể Lục Bát của cố thiếu ông A Nam Trần Tuấn Khải. Bài thơ nhan đề Tiến Kinh Hóa Xuống Tàu, người sáng tác năm 1914 giữa thời kỳ Thế Chiến thứ nhất Pháp Đức. Tại sao hôm nay chúng tôi xin công hiến bài thơ đó là vì bài thơ theo thể Lục Bát Phát Thể thì chúng tôi chưa thấy người thứ hai đã sáng tác, cho nên trên văn đàn
văn nghệ tri phú. Chúng tôi xin công nghĩa quý vị bài thơ này của cố thi ông Nguyễn Nam Trần Quốc Khải về lục bát phá thể. Tôi cũng xin mặc phép nói về tại sao gọi lục bát phá thể. Bởi vì trong truyền kiều của Cúng Du gần 3.000 câu hoàn toàn lục bát từ đầu đến cuối. Nhưng đây gọi lục bát phá thể thì cụ Á Nam đã không dùng cái thượng lục bát phá, nhưng mà vẫn giữ cái vần điệu lục bát. Vì có những câu trên thì 10 chữ, 9 chữ, ở dưới 12, 13 chữ. Cho nên gọi là phá thể lục bát ở chỗ đó. Nhưng mà vẫn giữ cái vần điệu lục bát. Chẳng hạn tôi đơn cử một câu thế này. Câu như là anh Khóa ơi, còi tu tu tàu sắp kéo cầu là 10 chữ. Đường trần em sắp sửa gánh sầu, thì cầu với sầu đây là vật lục bát. Rồi mới vào từ đây. Thế là trên 10 mấy chữ, mà dưới 10 mấy chữ, không có lục bát nữa, nhưng mà vẫn cái vận điều lục bát. Đấy, tôi hôm nay xin cống các quý vị bài thơ Tiến Anh Chân Hóa Chúng Tàu của cố thi ông Hóa Nam Trần Tuấn Khải. Anh Khóa ơi, em tiễn chân anh xuống tận bến tàu. Hai tay em đỡ cái cần ngã đầu, em lấy Thank you.
lắm kẻ giàu sang, sao anh không ra vào vay mượn huynh quang cho thông qua đời. Làm chi nay ngược mái xuôi, phòng công bỏ vắng để người sầu. Văn thơ truyện Kiều tối nay xin mời quý vị cùng nghe tiết mục hát chầu Văn Ngọc Nam với phần trình bày của nghệ sĩ Thu Thủy. Xin mời nghệ sĩ Thu Thủy. Rồi Thầu Văn Thung về chuyện Kiều thì chắc chắn là rất nhiều vị nói tiếng Nam Bộ, người Sài Gòn ở đây sẽ rất mất lòng tại sao không có Thầu Văn Thung nào. Dạ xin tôi có, nhưng tới cuối chung cùng tôi mới xuất hiện đây là do sự sắp xếp của người những chuyện Kiều. Và tôi xin phát biểu như thế này: Chầu Văn Thung đã có, nhưng gọi là hát bóng gỡ Nam Bộ. Và tôi ngay từ nhỏ đã sống ở gần một cái vùng núi mà đen, cho nên là đâu đâu cũng có lên xem múa mâm vàng, và đầu thì đội mâm vàng, tay múa như thế này. Múa thì có một cái động tác múa của cái người hát cầu bóng, và những điệu đó thì ví dụ như là điệu lý cây bông, bông xanh bông trắng đời lại vàng bông. Sưu tập của dân ca các miền Nam từ trong cái Trung Nam Bộ, thì trong đó tập sưu tập dân ca Bến Tre của nhạc sĩ Lương Giác Vũ viết rất rõ, trong đó có một cái phần gọi là hát sắc bùa, viết từ trang 80 trở đi, thì ở trong đó có nói là biên chế một cái kiểu hát hầu bóng như thế nào. Và hát sắc bùa cũng là một cái hát ở các cửa chùa, gồm như các điệu ví dụ như là lý cống chùa, lý lơ thơ, vâng vâng. Thì ở trong đó có một cái điệu gọi là lý lơ thơ, là đặc biệt cái điệu lý lơ thơ là hát riêng cho Kiều, nhưng không phải là hát chuyện Kiều mà gọi là cái kiểu hát sắc bùa, nhưng lấy một vài câu Kiều làm cái dạng là hát dạo, gọi là hát khai môn với một cái biên chế hát sắc bùa. Và xin thưa, hát sắc bùa là một cái kiểu hát cúng và hát chúc tụng, hát cúng lễ chầu, chúc tụng gia đình được tươi vui hạnh phúc vân vân, và hát vào những ngày xuân. Ngoài ra thì còn có một cái kiểu nữa là lý kỳ hợi, lý 12 tháng, hát chúc, hát cầu an cho tất cả các tháng trong năm. Thì nói chung là cũng rất nhiều và rất nhiều. Nhưng tại sao? Nhưng vì lý do là ở trong miền Nam thì chúng tôi còn e ngại ở chỗ là còn các vị bậc cao niên hát bóng rỗi là một cái kiểu hát cúng, hát lại là một. Cái thứ hai, hát sắc bùa là hát chúc tụng, ca ngợi đất nước, ca ngợi các vị, ca ngợi những cái gì mà thuộc về thần quyền. Cho nên rằng là Thu Thủy không dám và còn ngần ngại là chưa biết rằng là nên đưa vào truyện Kiều ở mức độ nào. Nhưng hôm nay xin trích dẫn một câu gọi là hát khai môn của cái phần hát sắc bùa Nam Bộ như sau. Điệu lý lơ thơ, xin cho tông bưu ai oán. Vào trong miền Nam thì hát kìa, hát điệu lý lơ thơ dẫn theo một cái thể ngâm theo điệu ai oán. Lơ thơ ta liệu bóng
Kiều, Tích Ngô Kiều là khai môn cho một cái cuộc hát sống. Và một cái ý kiến thứ hai, tôi xin có ý kiến như thế này. Và trong một cái khung cảnh của một cái hoàn cảnh và cái sinh hoạt nơi đây, thì chúng tôi cũng xin mở buổi tìm ra được một cái bài Amazing Grace, đó là một bài dân ca Mỹ hát ru, kiểu hát ru của người Mỹ. Và khi mà chúng ta tìm được thì chúng ta thấy rằng là người mẹ Mỹ cũng hiền, cũng ngọt ngào, nhưng người Việt Nam lời hát ru nó cũng dễ thương và nó cũng ru ngủ được các em bằng một cái gì nó rất nhẹ nhàng và nhẹ ngọt ngào lắm. Như thế thì rõ ràng là nhân dân Mỹ cũng có những cái tình cảm giống như chúng ta ở phần cách liệu dân tộc. Thế thì mọi sự chiến tranh đó là của vấn đề chỗ khác, chứ người dân Mỹ cũng cầu mong sự an bình cho đất nước, an bình cho mọi người, và luôn luôn cái ý, cái chủ nghĩa nhân bản dẫn đến việc là xin được hát trích đoạn bài Amazing Grace. Rằng là chúng ta như anh em trong một gia đình, thế thì đó là duyên kỳ ngộ của chúng ta gặp nhau hôm nay. Và trong cái biểu trưng chúng tôi hôm nay thì tôi thấy tâm đắc và chuyện kiều một chữ là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Rõ ràng chúng ta có tài nhưng nếu không có tâm sẽ không làm gì hết. Bây giờ đại diện Jesus muốn rằng những cái cuộc hội ngộ như thế này luôn luôn có mãi, và bây giờ đại diện Jesus cảm ơn tất cả các quý khách đã đến dự vui cùng nhau ở đây, và đặc biệt là các hương mưu nghệ sĩ đã tạo cho một đêm vui mà không bao giờ quên được cả. Và chúng ta thấy rằng như có Bác Hồ trong ngày hôm nay hiện diện với chúng ta trong buổi vui hôm nay. Xin hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay, và đặc biệt là câu lạc bộ Diesel Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là như nãy đó là mình bắt đầu sẽ có một cái buổi nào đó chính nghĩa là có lẽ chính thức kết nghĩa hoặc giữa các câu lạc bộ với nhau, mà nhất là câu lạc bộ Thánh Việt Kiều với lại Jesus Việt Nam. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị lên đây để chụp chúng ta chụp chung một bức hình để kỷ niệm. Xin lên mời đi và tất cả các vị bên đây số lô bộ gì để kêu xin mời. Dạ, xin mời chụp một bức hình vào
mong sẽ cái bức hình này sẽ còn nhiều điểm mãi với chúng ta và phát triển cái mối quan hệ giữa chúng ta với nhau. Mời mời. Dạ. Xin thầy thi một bó hoa. Mình mang hai bó hoa mà. Tất cả các bạn hoa đưa hết đấy. Xin mời tất cả chúng ta lên đây. Thank you.